Văn Lâm cùng đội tuyển Việt Nam sắp lập kỷ lục mới tại Đông Nam Á. Dù đã có trận đấu khá thất vọng khi bị Singapore cầm hòa 0-0. Tuy nhiên thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn giữ sạch mạnh lưới và có thể lập kỷ lục mới cho bản thân. Đội tuyển Việt Nam vừa bất ngờ bị cầm hòa ở lượt thi đấu 3 vòng bảng AFF Cup 2022. Đội tuyển Singapore với lợi thế sân nhà và một chút may mắn đã giữ sạch lưới trước những chiến binh sao vàng. Với kết quả này, hai đội đều có được 7 điểm sau 3 trận đấu, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn xếp đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng thua cực khủng 9. Với cá nhân Đặng Văn Lâm, anh đã có 3 trận giữ sạch lưới kể từ đầu giải. Sắp tới đây, nếu tiếp tục không phải nhận bàn thua, thủ thành sinh năm 1993 sẽ tái hiện thành tích ở AFF Cup 2018, nơi anh vô địch cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cũng tại giải đấu năm 2018, Đặng Văn Lâm đã phá kỷ lục 399 phút giữ sạch mành lưới của đàn anh Minh Quang, thiết lập cột mốc mới với 405 phút giữ sạch mành lưới. Ở trận gặp Singapore vừa qua, thực tế là Văn Lâm đã khá nhàn khi đội bạn chỉ tung ra 3 cú sút về phía khung thành đội tuyển Việt Nam và chỉ một đi trúng đích. Tuyển Việt Nam dứt điểm tới 19 lần. Đây quả là trận đấu khó khăn với tuyển Việt Nam. Chúng tôi sở hữu bóng và làm tốt nhất những gì có thể. Dù sao thì một điểm giành được cũng quan trọng, đây vẫn là kết quả tốt với tuyển Việt Nam, Đặng Văn Lâm chia sẻ. Nếu tiếp tục cùng hàng thủ chơi tập trung như hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có thể kỳ vọng một trận giữ sạch mành lưới nữa trước Myanmar đã bị loại. Khi đó, tuyển Việt Nam sẽ lập kỷ lục cực kỳ đặc biệt khi có lần thứ 3 liên tiếp không để thua một bàn nào suốt 4 trận vòng bảng. Nếu làm được điều này, Văn Lâm có thể nghĩ đến việc đào sâu kỷ lục 405 phút của chính mình tại bán kết AFF Cup 2022. Tuyển Việt Nam vẫn rất tích cực khi mọi thứ lúc này đều khả quan. Trận đấu kế tiếp trên sân nhà sẽ diễn ra sớm nên chúng tôi sẽ tập trung nghỉ ngơi, hồi phục, Văn Lâm cho hay. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 3 tháng 1 năm 2023.